Rồi, chào mừng mọi người trở lại kênh Miệt Vườn Trà Vinh nha. Cái này là cái vườn bầu nhà mình nha các bạn. Tuần này ông nhà mình ương bầu nha. Ương bầu thì mình vẫn ương trên cái khay xốp này nha. Đấy, cây bầu này bữa nay chuẩn bị mang ra ngoài trồng này. Đấy, bữa nay được hai lá này. Bầu thì mình xay khay xốp này. Cái đất này là cái mùn cưa nha các bạn. Mùn cưa này, cho này. Đấy, mình xay nhuyễn này. Xay nhuyễn xong rồi cái này mình mua về xong bắt đầu mình phơi ra ngoài ngoài trời nắng nha các bạn. Phơi ra ngoài nắng gì đấy để cho 2-3 ngày cho nó giã cái chất chua, chất mặn ra nha. Sau đó mình mới bỏ ra mình ương nha. Cái bầu này thì mình mỗi bơ hốc mà mình sẽ bỏ vào một hột nha. Đấy. À, chủ yếu là khi mà ương xong á thì nó nảy cây thì chủ yếu cho nước vào nha. Tưới nước để cho cái cây nó phát triển tốt. Đấy. Cái cỡ này là chuẩn bị mình mang ra ngoài trồng nha. Nhà mình năm nay trồng thì mình sẽ trồng bằng trực tiếp như này, trồng khoảng 3 lít để chuẩn bị thu hoạch nha các bạn. Đấy, bầu tầm 2-3 lá này là bữa nay thì mình để trong nhà này. Chiều nay mình sẽ mang ra ngoài để cho nó trực tiếp ánh nắng 1-2 ngày. Sau đó bắt đầu mình ra mình trồng nha các bạn. Đấy. Trong kênh Miệt Vườn Trà Vinh của mình còn rất là nhiều những cái video hướng dẫn cái quy trình trồng cà chua, cà tím, bầu, đậu bắp rất là cụ thể nha. Đấy, trong kênh thì anh em cứ bấm nút đăng ký kênh nha. Đó là đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của mình nha. Đấy. Cái này bữa nay mình để ra ngoài này nha. Đấy. Bầu. Trong quá trình coi thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha. Có thắc mắc thì anh em cứ comment trực tiếp ở phía dưới cho mình nha. Đấy. Đấy, cái này là nó lên được khoảng 2-3 lá nha, lên khi nào mà lên được 3 lá. 3 lá thì bắt đầu mình mang ra ngoài mình trồng nha các bạn. Đấy. Trời bắt đầu mưa quá. Rồi mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh nha. Cập video nha. Bữa nay hôm nay ở đây của mình là trời đang nắng mà đang mưa quá các bạn nha. Đấy, đang nắng mà nó chuyển qua mưa quá nha. Trời mới mưa thôi. Đấy. Thì anh em cứ bấm nút đăng ký kênh nha. Thì sắp tới mình sẽ trồng ra phía ngoài á thì mình sẽ làm những video hướng dẫn cụ thể về cái trồng ra ngoài luống chăm sóc như thế nào nha. Hiện tại đây là cái bầu ươm nhà mình nhá. Đấy, ươm thì cũng không có gì là quan trọng, chủ yếu là cái phần đất này, phần đất ươm này của mình thì mình làm cho nó sạch để khi mới cây ra nó không bị ấy nhá, nó không bị đắng, nó không bị mặn cái cây á, cái cây nó sẽ phát triển tốt hơn nhá. Đấy. Bầu khoảng 3 lá nó bắt đầu ra trồng nha. Rồi anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha, bấm đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất nha. Đấy, cái quy trình trồng nha. Trong kênh còn rất là nhiều video khác nha. Đậu bắp cần có cái tính cụ thể thì anh em nhớ vào kênh để tham khảo nha. Có ý kiến thì anh em cứ comment trực tiếp phía dưới cho mình nha. Mình sẽ hỗ trợ giải đáp nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.